Xin chào các cô gái xinh đẹp. Các bạn có biết là làn da của phụ nữ chúng mình sẽ bắt đầu lão hóa vào giai đoạn nào hay không? Đó là sau 25 tuổi, cộng thêm các tác động của ánh nắng mặt trời nè, khói bụi hay là dùng những cái mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thì lúc này làn da của chúng ta sẽ bắt đầu bị xuống cấp, giảm cái độ săn chắc đàn hồi và nếp nhăn li ti cũng sẽ bắt đầu xuất hiện trên da của mình và da sẽ mỏng cũng như là yếu dần đi. Ngày hôm nay thì Ngọc Nhi sẽ giới thiệu đến mọi người một bộ sản phẩm dưỡng da phục hồi chống lão hóa mới đến từ thương hiệu Sakura Nhật Bản. Bộ sản phẩm có tên là Sakura Restorative Collection. Bộ sản phẩm phục hồi chống lão hóa của Sakura được thiết kế tinh gọn với 3 sản phẩm Restorative Day Cream, Night Cream và dạng Serum. Nếu như mà chúng ta so với bộ cũ thì phiên bản mới đã được cải tiến với kiểu dáng trông sang trọng và tinh tế hơn. Ngoài ra với thiết kế là bóp eo ở giữa mũi kem như thế này sẽ cho chúng ta là cảm giác cầm nắm chắc tay hơn và không có sợ bị trơn tuột. Ngoài ra thì Sakura cũng sử dụng chất liệu thủy tinh mờ cùng với nắp hộp đã mạ chrome rất là sang trọng và mọi chi tiết đều được trau chuốt để xứng đáng với giá tiền của một sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp. Nhưng điều mà Ngọc Nhi quan tâm nhất chính là thành phần bên trong chiếc hộp sang trọng này là gì? Theo Sakura thì Restorative mới được bổ sung nhiều dưỡng chất thiên nhiên như là collagen thủy phân nè, chiết xuất nụ tầm xuân, tinh chất cam thảo, tinh chất lô hội hay là tinh chất tảo biển. Đặc biệt là loại kem này không chứa mùi hương hoặc là màu nhân tạo, rất là an toàn cho mọi loại da. Vì vậy các chị em nào mà nếu như mình có những cái làn da nhạy cảm này, dễ nổi mụn, dễ kích ứng thì cứ yên tâm sử dụng nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ trải nghiệm Super Restorative Serum nhé. Trước hết là các bạn nhớ là nên tẩy trang trước nè, rửa sữa rửa mặt thật là sạch và sử dụng nước cân bằng da toner và chúng ta lấy một lượng nhỏ serum lên mu bàn tay của mình. Một lượng nhỏ thôi. Và các bạn thấy là chất kem nó sẽ có một cái màu trắng trong và mùi thơm rất là dễ chịu. Và cảm giác mình xoa lên tay nó nhẹ nhàng như thế này nè. Và cảm giác được là sự ẩm và mướt, nhưng mà nó không bị nhờn rít đâu nha. Và chúng ta để như thế này, khoảng sau 30 giây khi mà xoa đều rồi á thì serum nó sẽ bắt đầu thấm vào da. Và chúng ta chỉ cần vỗ da nhẹ như thế này và cảm giác là da của chúng ta sẽ được tái sinh. Sau khi sử dụng thì các bạn sẽ cảm nhận được là da mặt của mình rất là mát, he dịu. Bởi vì sao? Trong serum này có thành phần là citric acid và tinh dầu jojoba giúp loại bỏ những cái chất thừa, bã nhờn, lỗ chân lông sẽ được thông thoáng. Đồng thời là nó sẽ thanh tẩy tế bào chết làm cho da của mình mềm mại hơn. Đặc biệt là trong serum còn có chứa tinh dầu nụ tầm xuân có khả năng kích thích tăng sinh collagen dưới da, cải thiện độ săn chắc và đàn hồi cho làn da lão hóa, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, rãnh nhăn và vết chân chim. Sau khi đã sử dụng serum thì Ngọc Nhi sẽ dùng thêm loại sản phẩm Restorative Day Cream phục hồi chống lão hóa để bảo vệ da ban ngày. Chiết xuất từ rễ cây cam thảo trong hộp kem ban ngày có tác dụng là chống kích ứng, làm dịu da, phân tán các sắc tố melanin làm cho sáng da và làm mờ các vết thâm sạm. Ngoài ra thì với hoạt chất titanium dioxide sẽ giúp chống nắng nè, bảo vệ tối ưu khỏi những cái tác hại từ tia UVA hay là UVB. Chúng ta sẽ lấy một lượng kem vừa đủ bằng hạt đậu và chấm đều lên 5 điểm trên gương mặt như thế này. Chất kem dạng nhũ tương rất là mịn, dịu nhẹ và thẩm thấu nhanh, không bết dính, không bóng nhờn và không để lại vân kem dày. Khi ngửi thì chúng ta sẽ cảm nhận được là nó có một cái mùi tự nhiên rất là dịu nhẹ từ các thành phần thiên nhiên. Sản phẩm hoàn toàn không chứa hương thơm và mùi nhân tạo, cho nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng. Và cái tên cuối cùng trong bộ sản phẩm phục hồi chống lão hóa của Sakura đó chính là Restorative Night Cream. Và trước khi sử dụng sản phẩm này thì các bạn nhớ là mình phải tẩy trang thật sạch, làm sạch da với nước rửa mặt, nước cân bằng toner, sau đó mình vỗ nhẹ lên da với tinh chất serum. Và cuối cùng bạn sẽ dùng một lượng kem vừa đủ, mình chấm 5 điểm lên gương mặt và thoa đều. Và khi sử dụng bạn sẽ thấy là dưỡng chất nó sẽ len lỏi mọi ngóc ngách trên bề mặt da, giúp cho làn da mềm mại và ngậm đủ nước. Thành phần quan trọng nhất trong mũ kem ban đêm này chính là collagen thủy phân, chất căng da hyaluronic acid và tinh chất nhau thai ở dạng thủy phân chính là kích thước nhỏ, có thể thẩm thấu sâu vào bên trong tế bào da, giúp bổ sung độ ẩm và làm mềm, duy trì độ đàn hồi, mịn da và sáng da. Hợp chất này cũng chống lại quá trình lão hóa, xóa các nếp nhăn và giúp điện sẹo. Chắc hẳn là nhiều chị em phụ nữ sẽ thắc mắc là liệu bộ sản phẩm này có phù hợp với da của mình hay không, đúng không nào? Ngọc Nhi cũng chia sẻ luôn nhé, là các chuyên gia da liễu từ Sakura cho biết là bộ Restorative này phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là với những người mà đang có nhu cầu muốn cải thiện làn da bị lão hóa của mình, ngăn ngừa lão hóa hay là da nhạy cảm, dễ kích ứng, hoặc cả những người mới điều trị da liễu như là bắn laser hay là trị nám. Thậm chí nha, là với những chị em mà mình có một cái làn da hư tổn do không may đã sử dụng phải một số cái loại hóa mỹ phẩm lột tẩy có những thành phần độc hại và muốn da của mình trở lại trạng thái ban đầu thì cũng có thể sử dụng bộ sản phẩm này luôn.
Cảm ơn các cô gái xinh đẹp đã quan tâm theo dõi. Và các bạn nhớ là hãy nhấn nút subscribe để nhận những thông tin hấp dẫn từ Sakura nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.